nghiệp cô, bây giờ là đang giãn khách thì cô mới kịp uống được một ly cà phê nè mọi người. Đây mấy mấy bệnh nói đi con. Rồi đây mấy bệnh nói đi. 64 thôi. Bệnh gì? Bên kia thì nó mắc hơn. Không có là đang vô bệnh gạo viên con viên rồi. Đánh đạm gì? Bây giờ là mọi người ở đây là đang đợi ốc bu với ốc gạo ra nè mọi người. Nhưng mà bây giờ là cô đưa cho khách cầm bọc trước để biết là khách này là đã mua. Rồi khi nào mà tới là chỉ cần là đưa ốc cho khách thôi. Con cầm bọc trên là biết là con đi trước rồi. Để lắng nghe chị. Họ chỉ cầm đây trước là chị giơ tay cho con đưa cho chị. Chẳng em biết rồi. Đây bây giờ khách đang đợi thì giờ cô sẽ đưa một cái bọc cho mọi người cầm để ra hiệu là à đây tôi là người tới trước. Chắc là mai mốt cô phải làm cái máy bốc số á. Không là máy bốc số như vậy nó phản cảm lắm, hay là cầm cái bọc đi. Đúng rồi, đây nó chơi đi chứ đâu. Với lại là cô cũng đâu có bán lâu dài rồi. Bây giờ là cô đang nóng ruột nè, tại vì khách đợi quá trời luôn mọi người ơi, mà ốc vẫn chưa ra nữa. Ốc đang ra anh chị ơi, anh chị lên đây nè, rồi cô đưa cho một cái bọc cầm đó, khi nào ốc ra cái là đưa liền luôn. 50 phút ra liền giờ. Đang chở ra. Đi nãy giờ cũng lâu rồi đó. Đi nãy giờ cũng lâu rồi. Đây bây giờ là cô mớm đưa rồi rất luôn nè, ốc tới đây. Giờ là cô Thủy tiếp tế ốc cho cô mớm rồi nè. Con nói gì cũng nói lớn nha cô. Ốc hương này bây giờ cô để vô hộp đi cô, để hồi cho dễ mình đổ ốc kia lên luôn. Vô nước sôi. Đây là ốc hương mọi người nha. Sao ốc hương không đẩy ốc bu trước đi? Đẩy ốc bu trước cho ta đi. Đẩy ốc bu đi. Ốc bu hả? Đẩy ốc bu đi. Con giả bình tĩnh lên nhìn con lên. Đây bây giờ là đây có gì con? Là có con ốc bu mà. Bây giờ là khách tranh giành nhau luôn rồi. Có con gì vậy? Ốc mới vừa ra thôi là khách hàng đã tranh giành mua ốc của cô quá trời luôn. Đây cô này là đã mua được ốc bu của mình rồi nè. Mừng không cô, khi mà được mua ốc của mình mừng không cô? Mừng, thấy vui. Cô mớm ơi, cô mớm cho cô nước mắm. Bảy mươi tiền nha. Quên. Chết luôn á. Quên nước mắm. Nước mắm thần thánh mà quên. Đây. Nữa. Cho cô này nè. Đây cô. Đây. Mua ốc mà quên nước mắm thần thánh là thưa khỏi ăn luôn.
Cô cho hỏi cô quận mấy? Ở quận 6. Quận 6 qua đây hả? Trời ơi, tội nghiệp không? Ở quận 6, còn bán ở Bình Liên á. Dạ. Mà 7 chỗ mà ăn cũng đó rồi. Mà 7 chỗ đi đi đi. Dạ. Lần đầu ăn ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô vui vẻ quá. Mình tốt chết rồi. Cô ơi nhớ để nước mắm nghe cô. Theo đâu rồi? Bán ốc mà quên. Nè 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 cô, nước mắm trong cái nón đó nè. Trời bỏ ốc lên đi. Đây là khúc đương thời của cô nè. Cái đường chậm á. Tết này là vui là kẻ hoa. Tết này là em mua á. Đâu có lấy đồ. Ủa mua lấy chục phải không? Có chục hả? Có chục luôn. Dạ đường chậm thôi mà chục 10 ngàn á. Đúng rồi không? Đây mọi người ơi, bây giờ là hết phần ốc bu thì bây giờ là cô đưa cái phần ốc gạo ra nha mọi người nha. Con đưa thêm vậy hả? Chị không biết cực cho gì, biết cực chắc liền nha. Hai ốc bu, hai ốc gạo là nãy là nhiêu? Tất cả là bu gạo là 60 bịch. 60. Đưa thêm 130 nữa. Đi gì hả? Con nha. Từ từ cô ơi, từ từ rồi cũng xong, đừng hấp tấp quá là lộn tiền cô nha. Rồi ăn gì đó con. Bánh gạo không nha. Rồi 60. Không có bu, không có bu. Lấy gạo đi. Lấy bình đông gạo nữa nè. Rồi chậm chút. Lấy bình đông gạo cho khách. Rồi. Lấy bình đông gạo. Cô ơi, con lấy bịch ốc gạo nha, bây giờ gấp quá, thôi con lấy luôn đi, hồi tính tiền sau. Rồi. Đây. Em phải tranh thủ lấy thôi, hết phần của em đấy. Em mọi người ơi, phần ốc gạo này là em mua giùm cho bạn em nè. Em cũng phải gọi là tranh giành lắm mới đưa một bịch ốc gạo này nè mọi người. Thì em treo lên xe luôn đây. Kể em thôi là hết. We'll be right back.